What's up everyone? Welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và này mình tiếp tục series Bombon. Now, let's go. Hiện tại thì mình đang step 4, Bombon into the moon. Và đây vẫn là mấy con boss quen thuộc, màn quen thuộc. Và đây là cuối cùng các bạn. Mình thử một màn này. Đây là coi gì mới. Đây. Và mình sẽ kết thúc cái level này thì đây. Chúng ta tiếp tục đến với level 47. Tại thì mình chưa thấy khó khăn ở đoạn này cả. Chào. To the left. Bên kia mình gặp một con bom. Và hôm nay thì mình nhìn thấy cái màn chơi này như một ý tưởng trong phần animation mới, chắc là mình sẽ thực hiện trong một ngày gần nhất rồi. Và hiện tại thì mình chưa có thời gian dạy. À, hẹn gặp lại các bạn trong một chơi mới nhất của mình. Đây phút 48 rồi. Rồi. Và mình sẽ đợi con bom mình ra đây. Đập vỡ đầu nó. Chết rồi. Nhưng mà mình đang chơi đây thì như mình nói thì chưa có cái gì khó khăn cả. Thì tự là mình chơi mấy cái bàn này chơi đi chơi lại khá là nhiều rồi. Thế là mình không cảm thấy khó khăn một chút nào cả. Nếu mà bạn nào chơi không quen thì có thể đến đây hơi bơ ngơ một chút. Level 49. Red. Và giờ thì mình sẽ ăn cái để dùng ra dây lại. Tí nữa thì chẳng là cái dây chín. Cái này còn 2 ngôi sao nữa. Tiếp tục sang bên phía bên phải cũng 2 ngôi sao nữa. Ở trên kia thì người ta nhìn thấy cái cờ với vị trí rồi. Để mình sẽ lên nắm giữ vị trí của nó. Rồi à, có cái cầu treo. Đúng vậy. Và sang một chút. Kìa, nhìn thấy một con bom rồi. Tiếp tục mình phải lùi xuống dùng ra dây lại. Tiếp tục sang. Và bây giờ thì kết thúc cái level này tại đây. Chúng ta tiếp tục đến với level 50. Vẫn là cái màn chơi này hơi khoai. Thì cái bom buồn cười quá. Màn này hơi khó thì các bạn nào chơi không quen thì có lâu mới qua được. Ok, và mình vượt qua cái level này. Chúng ta đến level 51. Ngay dưới đã nhìn thấy một con bom rồi. Đợi một con này. Island chứ. Trông khá là ghê. Nào, sao? Right of his. Và mình phải làm sao bây giờ? Nó lại lặp lại à? Trời ơi. Mà ai không để ý thì là mình tưởng nó là trôi để đi sang nhưng mà rơi luôn xuống. Không, thật ra là mình nhầm. Ok, con bom nhìn thấy mình. Một phát nữa. Ui, ở đây phải ăn thêm 5 giây. 5 giây. Liệu có kịp không? Rồi, vẫn kịp. Nào, và giờ thì mình kết thúc cái level này. Đây, chúng ta tiếp tục đến với level 52. Dừng lại. 5 giây.
riêng của mình rồi. Tiếp tục. Và rồi thì mình quấn theo con lốc này. Đi mình đi đâu đây? Hả? Lại. Và tiếp tục trở lại cái màn này. Vì nay mình không vượt qua được. Không hiểu sao mà nó lại không đưa mình xuống đấy. Lạ ghê. Nha, và mình thử leo lên xem là có leo được không. Không leo được. Thế là mình phải quay lại một lần nữa. Sao hôm nay nhấn thế nào mà không đủ lực để mình sang được. Hơi mất thời gian ở cái đoạn này. Nào, và sáng tiếp thử lại một lần cuối. Không được. Ok, và chúng ta kết thúc cái level này. Và giờ thì mình đã sang level 53. Nào, và tiếp tục đợi chờ con bom này. Ok, và mình sẽ... Được rồi. Đi nhảy tầng trên này. Và rồi thì đợi cầu bên kia xuống. Và mình... Rồi, thì là lúc mình nhảy sang. Tiếp tục. Và mình đã được cửa với vị trí. Nào, sao mình đi kia. Boss đang nơi chờ mình. Một phát nữa thôi. Nó nhìn thấy mình rồi. Nào. Ok, và cái màn này cũng hơi khoai tiếp này. À, cuối cùng thì mình đã vượt qua. Chúng ta tiếp tục đến với level 54. Nào. Nó nhìn thấy mình rồi. Và tiếp theo cái thứ tự thì cứ phải 2 lần. Nào. Ok. Tiếp tục ở đây thì mình sẽ phải đúng rồi. Ok. Và giờ thì ăn cái này vị trí. Và ăn cái hình tam giác kia. Để mà có thể dừng được cái laser phía cổng đi về. Rồi. Và mình sẽ bày cho bạn một view ở đây. Và mình sẽ dừng bày cho các bạn một cách ở đây. Ok. Và tiếp tục. Tiếp tục. Rồi. Rồi mình sẽ được đẩy lên. Cộng bên kia cơ mà. Rồi, và chúng ta